quý vị và các bạn, trước những diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh COVID-19, hôm nay Tòa án Nhân dân tỉnh Điện Biên tổ chức phiên tòa xét xử trực tuyến theo nghị quyết số 33/2021/QH15 của Quốc hội. Đây là lần đầu tiên Tòa án Nhân dân tỉnh Điện Biên tổ chức phiên tòa xét xử theo hình thức này, mở đầu cho việc triển khai rộng rãi mô hình này trên phạm vi toàn tỉnh trong thời gian tới. Phản ánh của phóng viên thời sự. Đây là phiên tòa phúc thẩm một vụ án hình sự được Tòa án Nhân dân tỉnh Điện Biên tổ chức theo hình thức trực tuyến, kết nối trực tiếp với điểm cầu thành phần tại Tòa án Nhân dân huyện Tùa Chùa. Theo đó, bị cáo bị tạm giam sẽ không phải đến địa điểm xét xử mà tham gia tại trụ sở Tòa án Nhân dân cấp huyện qua thiết bị kết nối trực tuyến. Việc xét xử vẫn tuân thủ các thủ tục tố tụng với đầy đủ các thành phần tham gia phiên tòa. Việc xét xử trực tuyến thì sẽ giảm thiểu cái việc đi lại cho người tham gia tố tụng. Người ta có thể tham gia tố tụng ở bất kỳ địa điểm nào mà được tòa án chỉ định, tòa án chấp nhận. Đây chỉ là một phiên tòa, trong nằm xong rất nhiều phiên tòa có thể tòa án tỉnh Điện Biên có thể tổ chức sau này, bởi vì là đây là phiên tòa hình sự phúc thẩm. Còn phiên tòa sơ thẩm thì có thể diễn ra tại cơ sở giam giữ hoặc là trụ sở ủy ban hoặc là một địa điểm nào đó mà đủ điều kiện để xét xử đạt được cầu thành phần thì tòa án sẽ chỉ định. Nghị quyết số 33/2021/QH15 của Quốc hội nhấn mạnh, việc tổ chức phiên tòa trực tuyến nhằm bảo đảm tư pháp không chậm trễ, xét xử nhanh chóng, kịp thời, góp phần nâng cao hiệu quả năng lực hoạt động của tòa án, bảo đảm từng bước chuyên nghiệp, hiện đại, phù hợp xu thế quốc tế. Mặc dù tổ chức theo hình thức trực tuyến, tuy nhiên việc thực hiện xét xử vẫn bảo đảm nguyên tắc trực tiếp, công khai, liên tục, bằng lời nói, có sự chứng kiến của các bên và bảo đảm nguyên tắc tố tụng. Chúng tôi nhận thấy rằng là tổ chức phiên tòa trực tuyến trong cái thời điểm hiện nay là hết sức có ý nghĩa, phù hợp với cái tình hình dịch đang diễn biến rất là phức tạp. Trong thời gian tới thì tòa án tỉnh Điện Biên chúng tôi sẽ có cái kế hoạch là sẽ chọn một số phiên tòa nữa để chúng tôi thực hiện theo cái hướng dẫn của Tòa án Nhân dân tối cao, đó là những phiên tòa rõ ràng và phiên tòa có tính chất là đơn giản hơn. Và đối với những phiên tòa mà pháp luật không cấm thì chúng tôi sẽ tổ chức nhiều phiên tòa để xét xử, để lần sau đó tạo điều kiện cho nhân dân tham gia phiên tòa. Trong thời gian tới, Tòa án Nhân dân tỉnh Điện Biên cũng sẽ phối hợp với chính quyền và các cơ quan chức năng tại địa phương tổ chức các lớp đào tạo công nghệ thông tin để nâng cao trình độ cho đội ngũ kiểm sát viên, thẩm phán. Đồng thời, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, công nghệ tương thích nhằm đáp ứng yêu cầu cho công tác xét xử trực tuyến đảm bảo hiệu quả và đúng pháp luật.